Tới ngày hôm nay nước Mỹ á, thì cũng đang có nhiều chuyện vui đó. Cái ngày mà phanh phôi cái laptop ra là ngày đó vui á. Chắc lúc đó bác Bảy Đằng mình bị sốc đi luôn. Thì lúc đó bà phụ nữ lên, thì bà nào đang làm phó bà đó lên. Lên thì quân đội đâu phục. Thì cái đó mới là cái cuối cùng mà để tắc kẹn đầm lầy, để hàn gắn nước Mỹ. Chứ còn bây giờ bầu cử màu xanh màu đỏ đừng tính mấy cái đó. Mình nói cái mình là đầu xe lửa của thời cuộc phải không, của tất cả những cái tin tức trên thế giới. Thì khi nước Mỹ trở lại ổn định thì thế giới mới bình trị được, không có còn náo nhiệt như bây giờ. Bây giờ Kim Jong Un thích thì đem quà tiễn, bữa nay bắn quá trời bắn quà tiễn xa nữa. Mỹ nó không muốn quýnh thôi, để cho mà bắn đã đi, chứ nó muốn quýnh 30 giây. Chuyện thế giới thì mình nói rồi, chuyện sơ sơ nước Mỹ nó rồi, kinh tế năm nay rất là khó khăn, mọi người mọi nhà ai cũng phải thủ cơm thủ gạo thủ tiền thủ thủ tình thương. Mỗi ngày hung con hung chồng được nhiêu gán hung. Người dành thì giờ ngồi thiền đọc kinh. Cái này thời xưa mấy vị có dạy mình mà thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Thì mình gán đọc kinh, ngồi thiền, đó là chủ yếu. Để mình chờ, chờ qua một cái màn mới, một cái thời đại rất là cực kỳ sáng sủa, văn minh, nhân ái của nhân loại. Tại vì trong tương lai á, người nào mà mưu mô tính toán, suy nghĩ xa, suy nghĩ gần đó, người đó sẽ không có được gì hết. Những cái đảng phái cực đoan càng không được gì luôn. Con người lúc đó khôn hết rồi, hiện giờ Việt Nam cũng vậy. Chỉ có sống tình thương với nhân ái thôi thì mới là tồn tại được. Thì cái thời thế hệ sau này là như vậy. Nước Việt sẽ thay đổi cực kỳ lẹ. Rồi tất cả chúng ta về bển để mà lo lại một cái xã hội mới. Đó là chuyện dưới đất. Chuyện trên trời.